đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ clip này em sẽ test cho anh em mình cặp lo trả lời của Canada cho anh em cặp này nhỏ mà rất là hay anh em ạ à. em đang câu có chiếc này anh em nha chiếc này em tháo sẵn rồi ha em tháo rồi để tí quay cho anh em xem cái của bên trong một phần tầng anh em ạ à.

ok thì như vậy anh em mình cũng vừa nghe em test xong một đoạn nhạc ngắn nha thì nói chung là anh em mình muốn nghe hết hay được cái chất âm của lo thì anh em mình phải nghe thực tế thôi ha test qua thu âm điện thoại thì anh em mình chỉ tham khảo phần nào nha anh em thì đây em nó được trang bị một cái cọc lo là nhìn cái là kết liền rồi anh em ạ à. nha đó, cọc lo cực kỳ xịn sò luôn ha đó. À, cái cặp lo này là của canada nha anh em nha cặp lo trả lời của canada ha nó nhỏ nhưng mà cầm nó rất là nặng luôn anh em cầm cực kỳ nặng luôn nha đó nặng hơn những cái lo trả lời mà nhìn nó to hơn nó nhiều ha nó cặp này cầm rất là nặng nha anh em mã có số của em nói đây nha SB 180199 nha anh em thì uh, đây em uh, quay cái mặt uh, trước bên đây ha đẹp sử dụng là đẹp đơm lụa nha anh em đẹp đơm lụa con nó rất là to anh em ạ và đây là một con lo trả lời nha trả lời hàng nguyên riêng trăm phần trăm nha anh em và đây là cái lưới của em nói nha đó cái uh, cái lưới và nó sẽ có một cái tem nha tem sáng bóng à đó tay mặt trước ha lưới này khung là khung bằng nhựa nha cho nên là về nên mình có thể giặt được nha em lưới này về em mình có thể giặt được ha nó này nó dính đôi chút bụi nè ha ở đây thì nó có bị uh, lũng một lõm chút xíu nè có gì em sẽ khâu lại cho anh em mình nha khâu lại là nhìn rất là đẹp nha em ha Đó. lấy kim khâu khéo là là xong nói chung là lưới khá là đẹp ha Đó. lưới này về nên mình có thể giặt cho nó đẹp nha đây ha à, cái hiệu lo của nó đây nha để mà lấy nét cho anh em mình xem nha khá là chói anh em ạ. À. Anh em mình xem trên đây đi nha. Nữa đây nè tên lo của nó nè. Ha đó. tên lo nó đọc là như chiếc xe dream nha anh em ạ. À. Ha đây và đây là cái tem của nó nha. Đây là cọc lo ha. Nữa tên lo nó có để đây nữa nè. Nha. Đó. Ok cặp này nhỏ mà cầm rất là nặng anh em ạ. À. Mặt lo đây anh em đó. rất là đẹp nha. Anh em mình xem ha. đây rồi dép đơm rất là to nha anh em dép này đặt bên trong đặt ra nha đây trên này thiết kế cái hình giống như là hình cái nón kết vậy lưới đầy đủ ha cặp này rất là nặng nha anh em anh em mình về sử dụng cặp này để mà trả lời karaoke nghe nhạc xem phim đầu nha anh em nha con này là lo trả lời nha anh em lo trả lời đây thì em tháo sẵn ốc rồi ha tháo sẵn ốc để cho anh em mình xem ở bên trong để em quay cái mặt lo này cho anh em mình cùng xem luôn nha đây nè ha mặt lo rất là đẹp nha đó. Đây. Mặt lo đẹp không có điểm gì chê hết nha anh em. Và bên trong đây ha, nó tháo ra thì bên trong em nói sẽ có phân tầng ha, cọc lo nó mạo vàng từ bên ngoài vô tới bên trong luôn anh em ạ. À. Nè, cọc lo nè ha. Hàng zin xịn hết nha anh em. Đây là bộ phận phân tầng em nói nha và đây là bông tiêu âm ha và cái miếng ron em nó. Thì khi lắp lại thì em sẽ lắp đầy đủ cho anh em mình nha. Ok. Rồi, để mà quay bên trong cho anh em mình xem cái củ lo này anh em thấy cái củ lo hết hồn củ lo luôn đây nha cái củ lo lời của nó rất là to anh em củ bọc từ rất là to và cao luôn nha Bởi vì cầm nó cực kỳ nặng luôn và đây con lo trép của nó cũng cực kỳ khủng luôn anh em ạ à. lo trép của nó rất là to luôn anh em nó lo nhỏ nhưng mà cái củ quá trời cái củ ha cái củ bít cái thùng luôn vì đây là lo trả lời nha anh em nha anh em mình về đấu để mà trả lời chung với lại những cặp lo bô bmb ha những cặp lo hai 20 25 hoặc là những cái cặp lo karaoke trong gia đình á ha thì rất là tuyệt vời thì khi anh em mình mua hàng em sẽ tặng kèm cho anh em mình một cặp tủ để làm lời nha đó rồi cặp lo này anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha cặp lo trả lời của canada này giá là một triệu chín nha anh em cặp này giá là một triệu chín nó nhỏ nhưng mà có vỏ nha nhỏ nhưng mà tiếng hay cầm cực kỳ nặng ha và cái bộ cũ củ của nó và thân tầng ha cũ lo thì cực kỳ là gấu luôn nha anh em ốc của em nó sử dụng là ốc à, lục giác nha ốc lục giác em đã tháo ra để cho anh em mình xem ha rồi con à, cặp loa trả lời của Canada này giá là một triệu chín nha tiếng rất là tuyệt vời anh em ạ và đây là cái bộ phận phân tầng nha anh em bộ phận phân tầng và đây là nó có cái tinh chỉnh nè ha tinh chỉnh lớn nhỏ nha anh em nha anh em và cái tinh chỉnh này á là anh em mình à, ở đây họ à, trang bị cho anh em mình bốn con trở rất là xịn sò luôn anh em hai bên là tám con nha Đó. đây tám con trở cái này là anh em mình về, về chế cháo lo trung với lo chép là tuyệt vời luôn anh em nha trở này là chuyên cho lo trung và lo chép ha anh em mình chơi lo trung và lo chép rất là hay nha anh em thì có gì anh em mình hỏi là những cái bộ phân tầng bao quay anh em mình đánh kèn rời được hay không thì em xin thưa là được nha anh em nào mà đang cần tìm cái bộ phân tầng để mà đánh cho lo kèn rời ở ngoài á ha thì anh em mình có thể mua những cái bộ phân tầng bao quay nha nữa bao quay thì về á, anh em mình sử dụng cái ngõ trung hoặc là ngõ chép gì đó ha thì một trong ba ngõ bát trung chép á là cái đầu vào là đầu vào chung nhưng mà đầu ra là nó riêng biệt hết nha anh em thì ví dụ như là anh em mình muốn mua cái bộ phân tầng bao quay để đánh cho một cái cặp lo chép kèn ha thì anh em mình cứ câu dây vào và anh em mình sử dụng cái ngõ trép anh nha. anh em mình câu vào ngõ trép thôi còn cái ngõ trung và ngõ chép anh em mình không dùng á thì anh em mình kiếm cái cái gì anh em mình bịt cái đầu dây lại là xong nha anh em nha không ảnh hưởng gì về cho cam hết ha nó vẫn hoạt động bình thường tại vì phân tầng á là đầu vào nó chung ha là nó đưa tín hiệu của trạm lo đi vào thì nó sẽ chia ra bát trung chép nha và anh em mình sử dụng một trong ba cái bát trung hoặc chép đều được nha anh em chứ không nhất thiết là phân tầng bao quay là anh em mình phải lắp đủ bao quay nó mới hoạt động nha đó thì có rất là nhiều anh em mình hỏi em vấn đề này luôn và hiện tại thì em cũng đã bán cho anh em rất rất là nhiều anh em mình mua những cái bộ phân tầng bao quay hoặc là những cái bộ phân tầng rời về để cho anh em mình đánh lo trung kèn hoặc là lo chép kèn đồ ha hoặc là những cái lo trung lo chép rời đồ đều được nha anh em thì anh em mình chơi kèn rời thì anh em mình hỏi những cái bộ phân tầng bảy mà nó chỉ dành cho chép hoặc là trung không thì rất là ít có nha anh em không có nhiều hàng ha thật sự không có lâu lâu mới có một bộ thôi nha đó không có nhiều thì anh em mình có thể sử dụng những cái bộ phân tầng như thế này để mà đánh cho trung và chép rời ngoài là bình thường nha như những bộ này nè anh em mình đánh trung và chép rời ngoài là cực kỳ hay luôn nha và những con chở này nè là nó chuyên đánh cho trung và chép anh em mình chơi là cực kỳ phê luôn đây nó có một cái tinh chỉnh nha anh em nha mặc dù là những cái hàng này được sản xuất mấy chục năm rồi nhưng mà hàng nó còn long lanh luôn anh em ạ à. nha những cái hàng này là còn long lanh luôn ha rất đẹp nha anh em bộ phân tầng nè bộ phân tầng ba đường tiến nha anh em nha ba đường tiến tụ nhôm nè ha nó tụ nhôm đây nó có một cái tinh chỉnh có server để anh em mình có thể đánh bắt trung chép riêng biệt ha nữa hoặc là anh em mình chơi bao quay bắt trung chép đều được nha anh em nha bộ phân tầng ba đường tiến của builder bộ này gã thùng cũng khá là cao tiền ra nha anh em nữa cái bộ này gã thùng cũng tầm tám chín triệu gì ra đó nha nữa thì có nơi thì hơn 10 triệu cặp thùng này đó mới có bộ phân tầng này nha anh em bộ phân tầng này anh em mình có thể chơi lo ba quay hoặc là anh em mình đánh cho lo kèn ha lo trép rời ngoài đều được nha anh em tại vì lo trép á nó không trung mà lo trép nó không ăn công suất bao nhiêu hết cho nên là anh em mình ghép những bộ phân tầng này chơi rất là hay nha đó. những bộ phân tầng này thấy vậy chứ nó đánh cực kỳ hay nha anh em đó. bộ phân tầng ba đường tiến ha rất là đẹp nha anh em đó hàng nguyên kim nguyên bản dây dắt đầy đủ giá bộ này là một triệu tám anh em nha cho nên mình chơi có thể chơi lo ba quay hoặc là chơi lo trép kèn ha lo chép rồi trung rồi đều được nha anh em đó mấy con trở này là anh em mình chơi lo kèn uh, lấy này mình chế làm cho lo kèn nó rất là phê luôn anh em nha đó. rồi anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha clip em xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báo của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha rồi xin chào và hẹn gặp lại